Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Công an Nhân dân nuôi cho tội phạm dùng. Công an kiếm mấy tỷ đồng một tháng? Đây là câu hỏi đặt ra của dư luận xã hội khi ai ai cũng rất giàu có khi vào ngành này. Hệ thống truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa loan báo cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao vừa tiến hành khám xét tư gia của ông Phùng Anh Lê, tọa lạc tại phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Facebook Hoàng Dũng đã tường thuật lại và bình luận như sau. Sở dĩ vụ khám xét này được báo giới quan tâm vì ông Lê là đại tá, trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Cách nay tháng 2 năm 2021, Công an Hà Nội đã đình chỉ công tác của ông Lê vì liên quan đến một vụ án do Viện Kiểm sát Tối cao điều tra. Ông Phùng Anh Lê vốn nguyên là trưởng Công an quận Tây Hồ đến tháng 1 năm 2019, trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đến tháng 2 năm 2021. Đây là hình ảnh ông đại tá Phùng Anh Lê, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ. Vậy tóm lại, Phùng Anh Lê phạm tội gì để mà phải bị bắt giữ đến như vậy? Phùng Anh Lê và các đồng chí của ông ta là đồng bọn bao gồm Trung tá Nguyễn Đức Châu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, là ổ nhóm chuyên ăn chặn tiền của tội phạm hình sự tại quận Tây Hồ. Cụ thể, với những vụ án hình sự như cướp giật, trộm cắp, ma túy, bảo kê cờ bạc, để có được mức án nhẹ hoặc tha bổng, nhóm Lê Châu và Hải sẽ ra giá đối với tượng vài trăm triệu đến vài tỷ đồng cho một vụ án. Nhóm của Nguyễn Hữu Tài và vụ án kiến trúc sư Lê Thanh Hưng, Thuận Thành, Bắc Ninh đã từng giết bác ruột của mình là hai ví dụ điển hình. Vụ của nhóm Nguyễn Hữu Tài là vụ án xảy ra trước vụ án Lê Thanh Hưng nhưng lại được công an vận động ông Tài ra đầu thú vào năm 2021 để có cơ sở làm thịt Phùng Anh Lê. Vụ của Nguyễn Hữu Tài chỉ là 3 vụ cho vay nặng lãi thông thường, vụ của Lê Thanh Hưng mới là khủng khiếp. Vào năm 2019, Lê Thanh Hưng bị bắt và xử tù 30 tháng vì tội trộm cắp tại quận Tây Hồ. Để được mức án này, Hưng đã phải chạy nhóm Lê Châu Hải với giá tới 600 triệu đồng. Để có 600 triệu đồng, Hưng đã ra tay giết bác ruột của mình. Vụ án vỡ lở khi Hưng đã khai điều này ra với luật sư trong quá trình tạm giam chờ xét xử. Từ vụ việc Lê Thanh Hưng ra tay này, lằng nhằng mãi mới điều tra được Phùng Anh Lê và rồi mãi đến hôm nay Lê mới bị bắt. Bởi vì mỗi một bộ phận, mỗi một cơ quan lại cần vài tháng để vặt tiền của Lê. Mỗi bộ phận kiếm vài tỷ đồng, nhân dân gọi là chó ăn thịt chó là như vậy. Phùng Anh Lê là đen mà thôi. Nếu không lộ ra vụ án đó, thì ở vị trí trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, mỗi tháng Lê sẽ vặt của các đối tượng trong các vụ án kinh tế bao nhiêu tỷ đồng? Đây là câu hỏi được đặt ra. Và những ông Lê khác chưa bị lộ trong cả nước thì sao? Chúng cũng kiếm bao nhiêu tỷ đồng mỗi tháng từ các nhóm tội phạm. Đấy là lý do để những công an như ông Lê này không bao giờ muốn chế độ cộng sản sụp đổ cả. Ông Lê Hoàng Dũng đã đưa ra kết luận như vậy. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Vĩnh bên trái và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng đã bị bắt và đưa ra xét xử. Cơ quan điều tra cho biết họ đã bắt tạm giam ông Phùng Anh Lê để điều tra về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Theo điều 378 Bộ Luật Hình Sự. Với quyền lực trong tay khi còn là trưởng công an huyện Tây Hồ, ông Lê đã nhận hối lộ để tha bổng tội phạm. Vào năm 2016, Nguyễn Hữu Tài đã cho anh N vay nặng lãi 10 triệu đồng. Sau khi trả hết lãi và một phần gốc, anh T vẫn nợ Tài 4 triệu đồng. Tài đã nhiều lần đòi nhưng anh T chưa trả. Chính vì vậy mà chiều ngày 21 tháng 9 năm 2016, nhóm của Tài đã phát hiện anh T ở khu vực Yên Phụ nên vây lại để bắt anh T trả nợ. Anh T vùng chạy liền bị nhóm của Tài đuổi đánh rồi khống chế lên xe máy đưa đến địa điểm khác. Quá trình di chuyển, nhóm của Tài tịch thu điện thoại của anh T để tránh gọi người giải cứu. Đi được một đoạn thì xe máy hết xăng. Lợi dụng việc này, anh T đã bỏ chạy vào trụ sở công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kêu cứu. Thế vậy, nhóm của Tài không dám xông vào mà ném trả điện thoại rồi bỏ về. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2016, Tài đã bị công an quận Tây Hồ triệu tập. Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội bắt giữ anh T. Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ Tài điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Lúc đó, tuy Tài và đàn em thừa nhận đã bắt, giữ con nợ, nhưng đại tá Lê chỉ đạo công an quận Tây Hồ ra quyết luận rằng không đủ chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên tha đám du đãng này, rồi tổ chức cho Tài hòa giải với nạn nhân. Đây là hình ảnh trụ sở công an quận Tây Hồ tại Hà Nội. Tài đã thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân 15 triệu đồng và cuối cùng vụ vây bắt khống chế con nợ đem đi giam để khảo của đã không thành án nhờ sự sắp đặt của đại tá Lê và các đồng đội của ông ta trong phòng hình sự quận Tây Hồ. 4 năm sau, khi tiến hành điều tra một án mạng giết người ở huyện Thuận Thành tháng 2 năm 2020, công an tỉnh Bắc Ninh lưu ý rằng sở dĩ hung thủ Lê Thanh Hưng, kiến trúc sư 30 tuổi, sinh quán Bắc Ninh nhưng lại có trú quán ở quận Tây Hồ, Hà Nội, đã giết bác ruột là để có tiền chung chi cho công an quận Tây Hồ. Theo Hưng, anh ta từng bị công an quận Tây Hồ bắt vài lần vì trộm cắp. Đến năm 2019, Hưng lại bị bắt một lần nữa và bị khởi tố, truy tố và bị đưa ra xét xử, nhưng vì đã chi cho cả công an lẫn tòa án 600 triệu, Hưng chỉ bị phạt 30 tháng tù. Sau đó, vì muốn được thi hành án tại nhà tạm giữ công an quận Tây Hồ, Hưng đã giết bác ruột của mình để có tiền nuôi công an. Đầu năm nay, sau hai lần xét xử, cả tòa cấp sơ thẩm lẫn phúc thẩm ở tỉnh Bắc Ninh đều phạt Hưng án tử hình, dù Hưng liên tục xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là anh ta bị công an điều tra ép buộc phải chi tiền nên mới nảy sinh ra ý định giết người. Những sĩ quan công an, nhân dân như Phùng Anh Lê, Phạm Quý Hải, Nguyễn Đức Châu, v.v. không phải là cá biệt. Trong ngành công an từ Bắc đến Nam còn rất nhiều trường hợp như thế mà chưa lộ ra. Tháng 5 vừa rồi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố 4 sĩ quan của Công an huyện Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, gồm Trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, đội phó và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội hình cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đây là hình ảnh Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thực hiện khởi tố nhóm cán bộ chiến sĩ công an quận Tây Hồ, quận Đồ Sơn, Hải Phòng vào hôm 12 tháng 5. Trước đó khoảng 4 tháng, vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, người đầu tiên bị bắt bị khởi tố theo cùng cáo buộc vụ án này là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn. Việc tiến hành bắt giữ ông Cường được thực hiện chỉ chưa đầy một tuần sau đơn tố cáo của nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, từng là cán bộ công an quận Đồ Sơn. Theo truyền thông Việt Nam, ông Khoa đã công tác công an ở quận Đồ Sơn từ tháng 3 năm 2017 thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tháng 5 năm 2018, ông được điều động sang đội điều tra tổng hợp, đã xin ra khỏi ngành và chính thức nhận quyết định xuất ngũ vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Theo ông Khoa thì hàng tháng, hàng quý được cấp trên giao chỉ tiêu bắt những người sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng có vụ việc anh em bắt xong họ lại thả, không xử lý đối tượng. Ông Khoa được dẫn lời kể lại vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020 khi phát hiện 28 người sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang và được đưa về công an quận Đồ Sơn để lấy mẫu xét nghiệm và 25 trên tổng số 28 đối tượng có kết quả dương tính. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 2020, Thiếu tá Cường, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp, chỉ đạo tôi dừng lấy lời khai để những người bị tạm giam gọi điện cho người thân. Ông Khoa kể lại, sau đó ông thấy nhiều người lạ ra vào cơ quan công an quận gặp riêng đồng chí Cường và đồng chí Quang, tức là Trần Tiến Quang và trưởng công an quận. Đây là hình ảnh ông Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, người đã ra khỏi ngành và tố cáo nhóm công an Đồ Sơn. Tầm 20 giờ lần lượt các đối tượng được thả về, người cuối cùng được về là 22 giờ 30, nguyên thiếu tá công an kể lại. Hai ngày sau, tức thứ hai 15 tháng 11, đồng chí Cường có mang về một tờ giấy ghi số tiền được lãnh đạo cho từ vụ việc đấy là 30 triệu đồng và cho biết xếp Quang chỉ đạo cho 15 triệu vào quỹ của đội, còn 15 triệu mấy người trong đội chia nhau. Tuy nhiên, các anh em trong đội không nhận riêng mà nói cho hết vào số tiền 15 triệu vào quỹ của đội vì quỹ không còn. Chỉ duy nhất đồng chí Cường cầm 6 triệu. Đến tối cùng ngày, đồng chí Cường gọi tôi và ba anh em nữa, phụ trách trinh sát và phòng nói riêng, bảo cho thêm mỗi người 2 triệu rưỡi. Tổng cộng là 10 triệu. Tuy nhiên, bốn anh em đều không ai nhận rồi đi về. Một trong những chi tiết đáng chú ý là ông Khoa đã mô tả về điều mà ông gọi là cuộc ngã giá bất thành từ những người trực tiếp liên quan đến vụ việc. Sau khi Viện Kiểm sát vào cuộc,
đã bắt giữ thiếu tá Cường, đội phó, đội điều tra tổng hợp, thì có những người xin gặp riêng đưa ra lời đề nghị rằng nếu tôi rút hai lá đơn về, tôi sẽ được rất nhiều tỷ đồng. Tôi bảo đồng chí đừng nói thêm gì nữa, vui vẻ, đi về đi, ông Khoa kể lại. Tâm sự với phóng viên Báo Lao Động, ông Trịnh Văn Khoa cho biết ông đã xin ra khỏi ngành và sẽ làm cho gia đình rất khó khăn, nhưng vì danh dự và lòng tự trọng, ông không chấp nhận hành vi quá coi thường pháp luật như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2021 với bản tin Công an nhân dân dân nuôi cho tội phạm dùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.